Phải có những phút chờ đợi thì ta mới biết được rằng thế giới không có em sẽ ra sao. Và dù cho em có ôm lấy tôi cũng sẽ không bao giờ trải qua, bởi vì em, bởi vì tôi chờ đợi một điều quá xa vời, những phút yêu đuối một mình ngày mai liệu có chút nào. Bởi vì đã có lúc yêu thương chợt tàn phai, ta buông tay không muốn giữ nhau trong đời, một giọt nữa làm tràn ly. Dù chỉ còn lại một giấc mơ đẹp, dù chỉ còn lại một chút những ấm áp ngọt ngào, đừng quá đắm say. Và rồi khi nhận ra vươn đôi tay như muốn níu kéo điều gì, nhưng sao xa quá bỗng thấy như ta chìm vào vòng xoay, cuộc sống cứ trôi bao ngày. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay Levi Music sẽ trở lại với các bạn trong video tiếp theo hướng dẫn đệm hát guitar bài Quiet của Orange Chan. Ok, bài này được viết ở vòng hòa âm lặp lại một hòa âm vòng rất là đơn giản. Tông la thứ chúng ta kẹp cabo ở ngăn số 3. Đó, ngăn số 3 các bạn nhé. Hoặc là các bạn muốn cùng tông với lại bài gốc thì chúng ta có thể kẹp lên cabo 5. 1, 2, 3, 4 và 5. Phải có những phút chờ đợi thì ta mới biết được rằng thế giới không có em sẽ ra sao. Và dù cho em có lấy tôi cũng sẽ không bao giờ trải qua, bởi vì em, bởi vì tôi. Ok, rồi bây giờ chúng ta chỉ tập ngăn 3 thôi cho hát cho nó khỏe chút xíu nào. Ok, bây giờ chúng ta nhớ lại ha. Nói 1, 2, 3 và 4. Dây số 1, dây số 2, dây số 3, dây số 4, dây số 5 và dây số 6. Ngăn số 1. Bây giờ chúng ta lên tới đằng này rồi ha. Đó. Đó, ngăn số 1, ngăn số 2, ngăn số 3, ngăn số 4, ngăn số 5, ngăn số 6, ngăn số 7, ngăn số 8, ngăn số 9, ngăn số 10 ha. Ok. Rồi, hợp âm la thứ. Thì chúng ta vẫn chơi la thứ giống ở trên này thôi, nhưng mà khác ở chỗ là kẹp cabo trên này thôi. Rồi. Ngăn số 1. Vô đây. Dây số 2. Ngăn 1, 2, 3, 4. Ngăn số 4 à, ngăn số 4 sau cabo nha các bạn. Hoặc là ghế cabo là mình tính là ngăn số 1 luôn cho nó dễ ha. Rồi, ngón số 2 vào dây số 4 à, ngăn số 2 tính từ cabo. Ngón số 3 vào dây số 3, ngăn số 2 tính từ cabo. Là thử. Ok, tiếp theo âm pha trưởng chặn ngăn số 1. Ngón 2 vô dây số 3, ngăn số 2. Ngón số 3 vô dây số 5, ngăn số 3. Ngón út vào dây số 4, ngăn số 3. Có hợp âm pha trưởng. Hợp âm tiếp theo là đô trưởng. Ngón số 1 vô dây số 2, ngón số 2 vào dây số 4, ngón ngăn số 2. Ngón số 3 vào dây số 5, ngăn số 3. Có được hợp âm đô trưởng. Và cuối cùng hợp âm sót trưởng. Ngón số 1 vô ngăn số 2 dây số 5, ngón số 2 ngăn số 3 dây số 6, ngón số 3 vô dây số 2 ngăn số 3, ngón út vô dây số 1 ngăn số 3. Rồi, hợp âm vòng của nó là la fa do son, la fa do son, yo 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 yo. Ok, la 2 3 4 qua fa giảm tiếng xuống, 2 3 4 qua do, 1 2 3 4 qua son, 1 2 3 4 về la, 1 2 3 4 dùng ngón trỏ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 qua son, 1 2 3 4.
này chơi điệu ballad, nhưng chúng ta thay đổi chút xíu ha. Bát 3 2 3 1 2 3 2, 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 bát 3 2 3 1 2 3 2. Đó ha, bát la là dây số 5, fa là bát dây số 6 nó fa, đô là bát dây số 5, son bát dây số 6 son. Phải có những phút chờ đợi thì ta mới biết được rằng thế giới không có em sẽ ra sao, và dù cho em có ôm lấy tôi cũng sẽ không bao giờ trải qua, bởi vì em, bởi vì tôi. Hoặc giả các bạn, chờ đợi một điều quá xa vời. À đó, xuống xuống lên 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 xuống 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 lên 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 xuống 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 lên 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 xuống. Các bạn nhớ ha, xuống xuống lên 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 xuống ha. Một và ha, một hai ba bốn, 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 một hai ba bốn. Chờ đợi một điều quá xa vời, những phút yêu đuối một mình ngày mai liệu còn chút nào, buông tay không muốn giữ nhau trong đời, một giọt nước làm tràn ly. Dù chỉ còn lại một giấc mơ đẹp, dù chỉ còn lại một chút những ấm mắt ngọt ngào, đừng quá đắm say. Và rồi khi nhận ra vùng đời này như muốn níu kéo điều gì, xa quá bỗng thế như ta chìm vào vòng xoay, cuộc sống cứ trôi bao ngày. Ok, thế là xong bài Quay của Orange Chan. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Levi Music với phần đệm hát guitar online. Bye bye.